Xin chào các bác. Nay em đang đóng hai cái đơn hàng này. Em đang đóng một cái đơn hàng nhưng mà là hai con. Rất là khủng nên là quay lại cho các bác xem. Thì đây cũng là sự lựa chọn tốt cho các bác mua máy đồ họa. Tầm giá từ 35 đến trên 40 triệu. Đầu tiên mỏng nhẹ thì ở đây là con Dell 5530 dòng Precision. Cấu hình là chip Xeon. Cấu hình là chip Xeon, RAM đây anh khách này anh ấy nâng lên là 32 GB và ổ cứng là 512 GB, card đồ họa P2000 đây Xeon E2176M, RAM 32 GB, card đồ họa ở đây là bác ấy đặt là option, card đồ họa ở đây bác ấy đặt option là P2000. Máy mỏng nhẹ đẹp như mới đó, rất là doanh nhân rồi, có bảo mật vân tay các thứ đầy đủ, bàn phím thì đặc trưng của cái dòng này rồi. Và tiếp theo đó một con trâu nữa, đây chính là con Precision 7730 màn 17,3 inch. Con này thì là chuyên về đồ họa cực nặng và chạy có thể chạy 24/24 không cần ngắt trong vòng cả tuần liên tiếp. Ở đây cổng kết nối em giới thiệu qua cổng kết nối của con này nữa. Con này thì bên trái thì cổng sạc này, cổng USB 3.5 này, cổng HDMI này, cổng tai xi này, cổng tai nghe này. Bên phải thì bao gồm có cái báo đèn báo pin này, khe cắm thẻ nhớ này, một cổng SD 3.5, một cổng USB 3.5. Con này thì là bên trái là hai cổng tai xi này, đây cũng là khe thẻ nhớ này, đậy vào thôi, ống tản nhiệt này. Đấy, bàn phím thì phím full size màn 17.3. Con này thì cấu hình là Core i9, RAM 32 GB, ổ SSD 512. Bên cạnh này thì cũng là tản nhiệt này, hai cổng USB 3.5 này. Con này thì nó sẽ đằng sau nó có cổng, đằng sau nó là HDMI này, Thunderbolt này, cổng LAN này, rồi là một cổng USB nữa này. Màn 17.3 Full HD đây, soi cấu hình chi tiết luôn. Hai con này thì bác ấy đặt hai cái option gần như là mắc, nó rơi vào khoảng trên 40 triệu một chiếc. i9 8950HK, RAM 32, Dell Precision 7730. Các đồ họa của con này là Quadro P3200. Ngoại hình thì đẹp. Con này mặt lưng là carbon, con này thì mặt lưng là nhôm đó, hai chiếc máy này đó, một con khủng long, một con khủng long nhưng mà lại mang ngoại hình đẹp đó. Đây là hai con máy này em nghĩ là đáng mua nhất trong cái tầm giá để anh em làm việc đồ họa mùa dịch. Một con thì đậm chất khỏe nhưng mà danh doanh nhân, còn một con thì đúng kiểu khủng long cho các bác xử lý đồ họa phim 4K rồi là đi công trường dựng video rồi dựng đồ họa. Đó, máy này thì bọn em cũng cài hết các phần mềm đồ họa rồi văn phòng vào đây rồi. Anh em nào cần tư vấn sâu thêm về những cái máy này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em qua hotline thì em sẽ tư vấn cho các bác.